Chào tất cả các bạn, mình đang đứng ở dưới tòa nhà Bitexco ngay góc Hồ Tùng Mậu, Hải Triều với lại Hàm Nghi các bạn. Ở bên đây là đế chế Như Lan, bánh mì Như Lan đó các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi một vòng trung tâm Sài Gòn. Từ tòa nhà Bitexco này sẽ lên nhà thờ Đức Bà để xem tình hình người dân Sài Gòn đi chơi Noel như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy là hôm nay mọi người đi chơi lễ rất là đông, bởi vì hôm nay có thể nói là ngày cuối cùng của lễ Giáng sinh rồi. Hôm nay 24, ngày mai là 25 rồi. Ở ngoài đường thì xe cộ rất là đông, hầu như mình thấy là có cảm giác như là tất cả các xe ở ở Sài Gòn này đều đổ dồn về đây. Hồi nãy mình đi kiếm chỗ gửi xe cũng hơi mệt đó các bạn, rất chỗ nào cũng đông mà nhiều khi không gửi xe được nữa. Bây giờ mình đưa các bạn đi ra hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Mình thấy tình hình mua bán ở khu này khá là tạm ổn đó các bạn. Cũng có rất nhiều cửa hàng sáng đèn bán hàng. Chỉ có cái là năm nay không có khách du lịch nước ngoài thôi, nên là chỉ bán cho khách Việt Nam. Hôm nay trời không có mưa cũng đỡ hết các bạn. Mấy ngày trước thì cứ cỡ tầm tầm chiều chiều tối tối là mưa lâm râm. Mấy hôm nay mà các bạn đi tới các nhà thờ giáo xứ hoặc là xóm đạo thì rất là đông. Hầu như phải nhích từng tí một để đi á. Nhất là ngày hôm nay nè, thì thôi nếu mà các bạn không phải giáo dân thì chắc không vào nhà thờ được đâu. Ủa, ở đây mọi người làm gì tập trung đông như thế ta? À, bảo vệ nó không cho gửi xe, chắc hầm xe ở đây rồi, giờ phải chờ xe chạy ra bớt thì họ mới cho vô. Hồi nãy mình chạy xe qua nhà thờ Tân Định mình thấy kẹt cứng luôn các bạn, đi bộ còn khó khăn nữa, nói chi là chạy xe mình phải đổi hướng để mà chạy đường khác, chứ thôi chạy vô nó là coi như là kẹt khỏi ra luôn. Ở bên phải các bạn là kho bạc nhà nước, ngày xưa gọi là tiên ngân khố đó các bạn. Tòa nhà này cũng rất là lâu đời. Kho bạc này được xây dựng trên nền một cái chợ. Chợ này có thể được gọi là chợ đầu tiên của Sài Gòn. Sau đó thì người Pháp đã cho xây dựng cái chợ Bến Thành hiện tại bây giờ, để thay thế cái chợ mà đã bị kho bạc này chiếm chỗ. Chúng ta tới phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi các bạn. Các bạn thấy là xe chạy ngoài đường rất là đông, mọi người đều đổ xô về trung tâm thành phố, bởi vì bây giờ mà vô các giáo xứ ở quận 8 thì chắc là không vô được đâu, rất là đông bên đó rồi. Giờ chỉ có đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong phố đi bộ Nguyễn Huệ nha các bạn, để xem không khí ở bên trong phố đi bộ Nguyễn Huệ như thế nào ha. Năm nay thì chính quyền họ không làm mà trang trí đường phố. Mình nghĩ trong một phần là do dịch Covid ha. Thì một phần là do
bão lũ miền Trung, các công ty tài trợ họ cũng không có tiền để mà làm những cái này, họ cũng tiết kiệm chi phí. Với lại chủ trương ở trên chính quyền thì họ chắc là tiết kiệm nên là không có muốn lãng phí tiền vào những chuyện mà không cần thiết. Với lại năm nay mình nghe nói là bắn pháo bông chỉ có 3 điểm thôi các bạn, mấy năm trước tới 5 điểm lận. Đường qua Nguyễn Huệ thì hình như có làm các bạn, nhưng mà không biết là cái quy mô tới cỡ nào, chắc cũng tiết kiệm làm cho có. Cái tòa nhà này ban đêm mở đèn đẹp quá ha, những đèn led mà thay đổi màu, nhìn cái tòa nhà nó đẹp. Bên đây là tòa nhà Vitexco, lúc đầu mình ở bên đó đó các bạn, mình di chuyển qua bên đây nè. Ở bên đây có mấy chị bán hàng rong nữa các bạn. Đây có bán gì? Bánh tráng nướng, cô mập. Trong khi mọi người đi chơi thì những chị này cũng phải buôn bán để kiếm tiền để nuôi gia đình ha. Ở cái sạn bên đây như có trang trí đèn các bạn, hình như ông già Noel với lại hình con nai, để mình qua mình coi sao nha. Khách sạn ở bên kia đường được gọi là khách sạn Hoàng tử Sài Gòn. Xe đông quá các bạn. Hình bên đây là hình ông già Noel cởi đèn từ lồng đi phát quà các bạn. Mà năm nay trên thế giới này, bữa mình coi tin tức thế giới thì nói là ông già Noel hiện tại thì không được đi phát quà mà phải phát quà online. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tiếp nha các bạn. Ở chỗ này họ làm đèn rủ xuống đẹp quá các bạn. Ở đây là cái gì vậy ta? Cái này như mới mở sao? Lâu quá mình không ghé phố đi bộ Nguyễn Huệ à. Cái này giống như cái mall vậy ha, gọi là siêu thị nhỏ đó các bạn. Nó là tổ hợp những cái quán ăn rồi cửa hàng. Cái tên gì ta? Sài Gòn Garden.
nào rảnh thì mình review cái này coi. Làm cũng đẹp quá ha. Cái dãy nhà bên đây lột xác hoàn toàn các bạn. Ngày xưa là một dãy nhà xây dựng theo kiểu Pháp, bây giờ họ đã tân trang mặt tiền là hết rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phía bên trong phố đi bộ để thay đổi không khí nha các bạn. À, ở phía đối diện thì có một cái chung cư rất là nổi tiếng đó các bạn. À, chung cư này được gọi là chung cư cà phê. Các bạn thấy là ở trên tất cả các tầng lầu đều buôn bán cà phê và nước chè khác. À, trên đó có cái view rất đẹp nhìn xuống dưới phố đi bộ. Tòa nhà này trước năm 75 phải gọi nó là chung cư cao cấp đó các bạn. Chỉ có những quan chức cao cấp của chính phủ hoặc là sĩ quan quân đội Mỹ mới được cư trú ở đây. À, sau năm 1975 thì tòa nhà này được cấp cho cán bộ công nhân viên của nhà máy Ba Son tồn tại tới bây giờ. Hiện tại thì như nó cũng nằm trong diện giải tỏa các bạn, bởi vì chung cư này nó đã quá xuống cấp rồi. Ở phía bên trái là cao ốc Sinh Hoa. Ngay chỗ cao ốc này ngày xưa trước năm 1975 là tòa án Hòa Giải. Sau năm 1975 thì đó là tòa án quận 1. Sau đó người ta phá đi để xây tòa nhà này. Hôm nay thì mình thấy phố đi bộ toàn là thanh niên không các bạn. Toàn là trai xinh gái đẹp. Ít thấy người nào lớn tuổi lắm. Chắc là già tới cái phòng giữ xe thôi đã thấy mệt rồi. Nội mà chạy vòng vòng kiếm chỗ gửi xe không là thấy mệt mỏi à. À, rồi còn kẹt xe nữa. Chạy một đoạn khoảng mấy trăm mét thôi mà cả 15-20 phút các bạn. Ở đây có người tượng nè các bạn. À, mình qua đây xem ha. Người này có thể đứng hàng giờ liền không cử động. Cũng khá là hay. Muốn làm nghề này thì phải có lòng kiên nhẫn với lại phải thích nó mới được. Bởi vì khi đứng đó thì đâu phải người ta chỉ nhìn thôi. Có những thanh niên họ tới họ phá phách, họ chọc phá. Thì phải kiên nhẫn, phải đứng yên mới được. Các bạn thấy là có một anh nước ngoài đang đứng nhìn. Chắc là lần đầu tiên mới thấy người tượng. Người ta chắc cũng đang phân vân không biết là tượng hay người. Có lẽ nghề người tượng này kiếm tiền cũng được. Và ngày thường thì mình không biết, nhưng mà vào những ngày lễ Tết mình hay đi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này thì cũng hay thấy họ hay đứng ở đây. Cái món đồ chơi này lâu lắm mình mới thấy á. Những món đồ chơi này gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người ha.
Bây giờ chắc mình sẽ đi qua bên kia đường nha các bạn, để thay đổi không khí ha. Các bạn cũng thấy là xe rất đông. Ở chỗ này đường một chiều nên đỡ kẹt xe các bạn. Chỗ nào mà đường hai chiều là thôi kẹt cứng luôn đó. Ở đây có cái quán gì mà thấy cũng khá đông đó các bạn. Có đường lại nha. Quán ngồi bệt dưới đất nè. Quán này ở đây thường thì công an họ không cho để bàn ghế trên đầy đường các bạn. Thành ra chắc chủ quán nghĩ là cách này không có để bàn ghế, ngồi bệt xuống dưới đất luôn. Lấy đất làm bàn, lấy sàn làm chỗ ngồi. Lạ không? Chỉ có Việt Nam mới có thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đường Nguyễn Thiệp ha các bạn. Con đường này là con đường ngắn nhất ở trung tâm thành phố. Cái đường này thì hầu như không thay đổi suốt mấy chục năm. Đang đi trên con đường náo nhiệt, các bạn bỗng bước qua một cái con đường nó yên tĩnh và nó trầm lặng. Các bạn sẽ thấy có một cái cảm giác nó kỳ lạ lắm. Hồi xưa ở chỗ này thời Hoàng Kim thì lúc mà có rất nhiều khách du lịch quốc tế ở hai bên đường, họ bán những cái đồ lưu niệm hoặc là những cái đồ mà khách nước ngoài họ thích đó. Nhìn chỗ này nó rất là đẹp các bạn. Những khu nhà ở phía bên trái khá là cũ kỹ ha các bạn. Những khu nhà này được xây dựng từ thời Pháp rồi. Và hiện tại thì cái giá nhà đất ở đây thì phải nói là vô giá ha. Bên đây là tiệm bánh Roda, một tiệm bánh rất là lâu đời ở Sài Gòn. Thương hiệu Roda có thể nói là được đóng dấu tại góc đường này luôn các bạn. Ở đây là đường Đồng Khởi các bạn. Ngày xưa thời Mỹ có tên là đường Tự Do, còn thời Pháp thì họ đặt tên là đường Catinat. Catinat là tên của một vị nguyên soái người Pháp sống vào thế kỷ thứ 17. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên kia đường nha các bạn. Đứng bên kia đường thì mới quay cái hết cái đường cái mặt bên đây ha. Đứng bên đây thì chúng ta sẽ thấy toàn cảnh tiệm bánh Roda. Tiệm bánh này được thành lập vào năm 1948. Kế bên tiệm bánh Roda, ngày xưa mình nhớ là tiệm dài Ba Ta các bạn. Bây giờ tiệm bánh Roda nó mua luôn cả cái căn tiệm dài Ba Ta luôn. Các bạn thấy ở bên kia đường có một khách sạn có tên là Bông Sen. Ngày xưa khách sạn Bông Sen có tên là khách sạn Tự Do trước năm 1975. Và trước khi là khách sạn Tự Do thì nó là nhà hàng Kim Cương.
phía bên kia đường các bạn thấy có quán cà phê Trung Nguyên ha. Chỗ đó ngày xưa là vũ trường Tự Do, rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Con đường ở phía trước vũ trường Tự Do ngày xưa có tên là Thái Lập Thành, bây giờ là tên Đông Du. Ngày xưa thì trên đường Tự Do này có ba quán rất là nổi tiếng, đó là quán Roda, quán Zipro và quán Pagoda. Quán Roda thì ta biết rồi, quán này thì dành cho các đại gia tiểu gia cũng như các dân chơi thường hay đi chơi đêm. Ở đây có quán cà phê rất lạ các bạn, nằm ở trên tầng 1 nè. Mình cũng hay chạy qua nhưng mà không để ý quán này. Ở khu vực Đồng Khởi Tự Do này thì tới tất vàng hả các bạn. Ở tầng 1 thì vẫn có thể kinh doanh được. Nếu không có tiền thuê tầng trệt thì chúng ta thuê tầng 1 bán cà phê cũng được. Chắc giá trên đó cũng mềm hả các bạn. Hẻm này chắc là đường lên quán cà phê đó quá. Con hẻm này là ngày xưa các họa sĩ họ hay sao chép tranh ở đây các bạn. Bây giờ thì chắc là không có khách nữa, thành ra là không thấy ngồi vẽ nữa. Bên đây là khách sạn Caravan. Cái chỗ này ngày xưa là hãng hàng không Air France họ mướn toàn bộ chỗ này luôn các bạn. Bây giờ là của cà phê The Lobera. Em răng hình như cũng còn một cái văn phòng nhỏ trong đây. Chỗ này là khu vực nhà hát lớn. Ngày xưa nhạc lớn được gọi là Hạ Viện Sài Gòn. Xe trên đường này không đông lắm hả các bạn, là do là cái lượng xe tới đường đến tô người ta quẹo qua để mà người ta đi xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ hết à. Thành ra là ít xe chạy qua hướng này. Cũng đông nhưng mà không có đông như là đường Nguyễn Huệ. Tòa nhà nhà hát lớn này được xây dựng vào năm 1900 đó các bạn. Đến nay là nó được 120 tuổi rồi. Cũng khá là lâu ha, khá là xưa. Đây là tòa nhà Louis Vuitton. Tòa nhà này là trung tâm thương mại, chuyên bán các mặt hàng hiệu cao cấp ha. Bây giờ thì mình sẽ đi qua đường để vào công viên nha các bạn. Công viên này cũng mới vừa khánh thành cách đây mấy tháng. Công viên này cũng xây đi xây lại mấy lần. Mình nhớ cũng khoảng 3 lần hay sao đó. Bây giờ thì họ mới chính thức mở cửa. Chỗ góc đường đó ngày xưa là quán Zipro.
Quán này thì rất là nổi tiếng các bạn, nơi tập hợp của các phóng viên, của các ông bà thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, cũng như là các sĩ quan quân đội. Nơi đây nổi tiếng là do nhà tình báo số 1 của Việt Nam, đó là Phạm Xuân Ẩn, cũng hay tới đây để lấy tin tức các bạn. Ngày xưa thì công viên này được gọi là công viên Lam Sơn. Ở dưới công viên này là một cái nhà ga các bạn, ga tàu điện ngầm. Ở khu này là nhà ga số 2, nhà ga số 1 là chỗ ngay chợ Bến Thành. Và ở đây có một cái cổng để đi xuống nhà ga, để mình dẫn các bạn tới xem ha. Các bạn thấy là cái nhà có lát kính đó, đó là cái đường đi xuống của ga tàu điện ngầm đó các bạn. Năm nay thì đường phố không được trang trí như những năm trước ha. Các bạn thấy có cái xe buýt màu cam cam không? Đó là cái xe mà để ai muốn đi tham quan một vòng thành phố đó, thì lên xe đó. Ở trên tầng trên, xe này có 2 tầng ha. Ở tầng trên thì là bưu trần, các bạn có thể ngồi trên đó ngắm phố phường. Giá tiền của đi một vòng thành phố là 100 mấy chục ngàn các bạn. Năm nay thì đường phố không được trang trí như những năm trước, chắc là do dịch Covid, chứ lại vừa mới bão lũ miền Trung xong. Ở bên phía chính quyền thì họ cũng muốn tiết kiệm để mà dùng tiền vào những việc quan trọng hơn. Với lại là thường thì việc trang trí đường xá này cũng có những công ty họ tài trợ. Năm ngoái thì hình như là Heineken tài trợ ở chỗ này. Năm nay có thể do tình hình buôn bán không được thuận lợi. Đây là cái hồ nước ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đó các bạn, ngay ngã tư Lê Lợi với lại Nguyễn Huệ. Ngày xưa chỗ này được gọi là Bồn Kèn, từ thời Pháp á. Bây giờ thì mình sẽ đi lên hướng tòa nhà Ủy ban nhân dân nha các bạn. Tòa nhà Ủy ban nhân dân này ngày xưa được gọi là Dinh Xã Tây á. Thường thì người Sài Gòn mình đã thành thói quen vào những ngày Tết hay là những ngày lễ lớn, mọi người thường hay hỏi nhau là ở khu đường Nguyễn Huệ này có gì mới không, rồi kéo nhau qua đây. Năm nay thì kéo qua đây mà thấy đường phố không có trang trí gì thì cũng hơi thất vọng.
nhưng mà đã lỡ ra rồi thì vào chơi luôn chứ không lẽ đi về chụp selfie và tấm hình cho gọi là có đi ra đây ngoài đây chơi. Ở ngoài đường khúc này rất là đông xe ha các bạn, xe ra từ khắp nơi đổ dồn về. Ở bên đây thấy mọi người ngồi hóng mát rất là nhiều. Chắc đi mệt rồi bây giờ ngồi hóng mát ngắm xe thôi cũng vui rồi. Mọi người ra đây thì cũng ngồi chơi thư giãn thôi chứ cũng đâu có gì để chơi đâu các bạn. Đi mỏi chân rồi thì ngồi đây ngắm xe cộ chạy qua lại. Đây là tòa nhà Ủy ban dân thành phố tại Pháp, được gọi là dinh xã Tây. Thời Mỹ thì gọi là tòa đô chánh. Xe rất là đông, bây giờ không biết làm sao qua đường đây các bạn, xe chạy liên tục. Bây giờ thì mình sẽ đi ra hướng đường Đồng Khởi nha các bạn, đường tự do đó, để mà đi lên nhà thờ Đức Bà. Trung tâm thương mại này bây giờ mang tên là Union Square, ngày xưa là của tập đoàn Vincom, sau này Vincom mới bán cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Và trung tâm thương mại này đổi tên thành Union Square. Ở góc Lê Thánh Tôn với lại đường tự do này ngày xưa có cái quán Pagoda này các bạn. Quán này ngày xưa là nơi ta tập hợp của các văn nghệ sĩ ngày xưa. Bây giờ thì đó là tòa nhà trung tâm thương mại của tập đoàn Union Square. Đây là ngã tư Lê Thánh Tôn và đường Tự Do. Ngày xưa nó còn có tên là đường Katinat.
Còn đây là tòa nhà Vincom Center, một cái trung tâm thương mại của Vincom. Ở bên đó có công viên, ngày xưa gọi là công viên Chi Lăng. Các bạn thấy xe ngoài đường chạy rất là đông, họ nhích từng chút một á. Còn ở đây là đường Lý Tự Trọng, ngày xưa là đường Gia Long. Cái tòa nhà ở phía bên kia đường đó các bạn, ngày xưa từng là đại sứ quán Mỹ trước năm 1945. Tiếng rao hàng này nghe rất là quen ha các bạn. Những người nào mà thường sống ở trong xóm lao động thì sẽ nghe tiếng rao này vào những bữa tối hoặc những đêm khuya. Bây giờ thì người bán hàng họ rao hàng bằng máy không à, không ai rao bằng miệng nữa. Đông xe quá, giờ mọi người chạy lên lề luôn các bạn. Càng đi lên hướng nhà thờ Đức Bà thì càng đông xe. Ở cái nhà đối diện với mình đó là boss Catenat xưa đó các bạn. Đây là một cái boss khá là khét tiếng vào thời Pháp. Nên đây là trung tâm giam giữ tù chính trị, tù hình sự. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên kia đường ha, bên đó có vẻ vắng hơn bên đây.
mọi người đang tập trung ở xung quanh nhà thờ Đức Bà rất nhiều các bạn. Nhà thờ Đức Bà hiện tại thì đang sửa chữa chưa xong, cũng gần xong rồi. Hình như mình thấy chỉ còn cái phần phía sau còn đang sửa chữa, còn phía trước là xong hết rồi. Chắc qua năm sau là có thể khánh thành là được. Để mình đi vào bên trong cái công viên này nha các bạn. Lâu lắm rồi không đi vô công viên này, chỉ có chạy ngang thôi. Và đây là tượng Đức Mẹ Hòa Bình, được làm ở bên Ý và được dựng lên tại đây vào năm 1959. Do có bức tượng này nên nhà thờ này được gọi là nhà thờ Đức Bà. Chứ trước đây chưa có bức tượng này thì nhà thờ này được gọi là nhà thờ Chính Tòa hay là Vương Cung Thánh Đường. Ở phía cổng nhà thờ mình thấy mọi người tập trung đông. Bây giờ mình đi về hướng đó coi có cái gì trong đó nha. Ở nhà thờ thì hiện tại họ không có mở cửa cho giáo dân hoặc khách tham quan vào. Nên mọi người tập trung ở chỗ hàng rào này rất là đông. Ở trong đó thì họ cũng làm những hang đá giống như những nhà thờ khác. Chỉ có cái là không có cho mọi người vào tham quan ra. Bây giờ thì mình sẽ đi qua hướng bưu điện thành phố nha các bạn. Nhà thờ Đức Bà này trùng tu cũng được hơn 3 năm rồi các bạn, từ năm 2007 tới giờ. Các vật liệu để mà trùng tu nhà Đức Bà như là nhập khẩu từ Pháp hết. Đây là tòa nhà bưu điện thành phố. Tòa nhà này được người Pháp xây dựng vào năm 1880 mấy á. Đến bây giờ thì tòa nhà đã được hơn 130 mấy tuổi rồi.
Bây giờ mình đi tiếp nha các bạn. Các bạn thấy là Sài Gòn là nơi hội tụ của rất nhiều những con người từ những vùng miền khác nhau trên khắp đất nước tới đây để sinh sống. Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Cũng may mắn là Sài Gòn là một nơi đất lành, dễ sống. Những người nghèo có thể lên đây làm những việc đơn giản thì có thể sống qua ngày được. Những người nào chăm chỉ, chịu học hỏi, sống tiết kiệm thì có thể làm giàu. Mình cũng mong là qua năm mới thì mọi người tha hương sống trên mảnh đất Sài Gòn này có cuộc sống tốt hơn. Ở bên đây là đường sách Nguyễn Bình. Bây giờ mình sẽ chiếu review nhẹ cho các bạn xem ha. Nếu có thời gian thì mình sẽ làm một clip riêng. Bây giờ thì mình sẽ đi về hướng khu vực Diamond Plaza, trung tâm thương mại Diamond. Đây là nơi mà rất nhiều những các bạn trẻ tới đây chụp hình. Hàng năm thì khu vực Diamond này họ làm những cái tiểu cảnh rất là đẹp. Chỗ này tập trung rất là nhiều người ha. Ở chỗ này hình như người ta đang tập trung ở đây để mà xin vào bên trong nhà thờ để làm lễ hay sao đó các bạn. Mình thấy người ta đứng, người ta xin đi vào rồi. Bên trong đó chắc đầy rồi, đầy người rồi, như là họ không cho vào nữa. Và phía trước là tòa nhà Diamond các bạn. Hôm nay Diamond chơi lớn ha. Chơi hai cái bảng bự được bự ghi chữ Merry Christmas luôn. Ở bên đây thì cũng là nơi chụp hình rất là đẹp các bạn. Họ làm những cái tiểu cảnh ở các cửa sổ. Như mỗi năm họ làm mỗi cái cảnh khác nhau, không có trùng lặp với nhau. Mà được đầu tư rất là kỹ lưỡng luôn á. Chỗ này rất là đông. Mình sẽ đứng ở ngoài quay cho các bạn xem ha. Vô bên trong rất là khó. Để mình thử chen vô bên trong rồi sao. Mọi người ở đây đều tranh thủ chụp một bức hình làm kỷ niệm. Chưa.
đến đây là hết rồi các bạn, họ chỉ trang trí một tiền thôi. Đây có họa sĩ họ vẽ tranh nè. Ngày xưa thì những người này thường hay ngồi ở bên nhà văn hóa thanh niên. Hôm nay ở đây đông hơn, chắc họ ngồi bên đây. Video của mình đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe.